quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Lễ mãn khóa của lớp hè tiếng Việt Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam Bùng Hoa Thịnh Đốn lần thứ 43 được tổ chức tại trường Robert Lee, thành phố Springfield, Virginia vào ngày 1 tháng 8, 2019. Năm 2019 đánh dấu 44 năm ngày người Việt rời xa quê hương và cũng là năm thứ 43 của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam Bùng Hoa Thịnh Đốn đã được thành lập, còn được biết qua tên VYEA, Vietnamese Youth Education Association. Đây là thành quả của một quá trình đóng góp kiên trì của những người còn giữ được lòng tự hào với một nền văn hiến Việt Nam lâu đời. Nhìn lại, một số các cô chú bác của ngày xưa đã ra đi, và chúng ta mỗi năm tuổi đời thêm chồng chất. Tuy vậy, với tất cả sự cố gắng, VYEA vẫn tiếp tục cùng nhau bước tới, bởi vì Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam Bùng Hoa Thịnh Đốn tin rằng dạy tiếng Việt cho các em học sinh là một điều phải làm, là trách nhiệm của những bậc cha mẹ, anh chị em của các em. Cũng như mọi năm, để ghi nhớ công ơn người sáng lập xã hội giáo dục trẻ em Việt Nam Bùng Hoa Thịnh Đốn, hội có phần thưởng danh dự cho mỗi lớp, mệnh danh là phần thưởng chữ Bá Anh. Phần thưởng này dành cho các em xuất sắc về cả ba phương diện, học vấn, hành kiểm và chuyên cần. Ngoài ra, nhà trường cũng có thêm những phần thưởng khác cho những học sinh hàng đầu của mỗi lớp. Các phần thưởng này được trao tặng trên sân khấu trong buổi lễ mãn khóa đêm thứ Năm, 1 tháng 8, 2019 vào lúc 7 giờ chiều. Theo sau là phần văn nghệ do tất cả các em học sinh trình diễn. VYEA cũng rất hãnh diện trước sự trưởng thành và vững chãi của các em lớp TA, phụ thầy cô giáo qua những dự án khác nhau trong mùa hè này. Tất cả những gì quý phụ huynh chứng kiến trong buổi mãn khóa năm nay là kết hợp của một sự cố gắng không ngừng trong thời gian qua của lớp hè tiếng Việt 2019. Các quý phụ huynh đã ở đến 9 giờ tối để thưởng thức các bài hát, bài múa được tập dượt trong 6 tuần qua với niềm hãnh diện. Hội Giáo dục Trẻ Em Bùng Hoa Thịnh Đốn xin được phép dành lời cảm tạ trân trọng để gửi đến tất cả các hội đoàn, những mạnh thường quân đã giúp đỡ tài chánh trong những giai đoạn khó khăn. Ngoài ra cũng không quên ân tình của các quý thầy cô, quý anh chị em và quý phụ huynh học sinh đã trực tiếp đóng góp công sức và tài năng để cùng nhau xây dựng VYEA trong 43 năm qua. Xin kính chúc tất cả quý phụ huynh, các anh chị em thiện nguyện viên, quý thầy cô một mùa hè vui vẻ bình an để còn gặp nhau trong những năm lớp hè tiếng Việt kế tiếp. Quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là thầy Phước Nguyễn, thầy dạy SAT của trường VYEA mùa hè 2019. Kính thưa thầy, cho khán giả của đài biết được thầy đã dạy bao nhiêu năm và có bao nhiêu học sinh? Năm nay là dạy năm thứ 3, năm nay lớp được 22 học sinh. Chương trình 6 tuần học dạy SAT rất là đủ. Nếu mà các em học chung một lớp trình độ cùng giống như nhau, học đều toán đại số 1, đại số 2 và học hình học, cộng thêm học với lại lượng giác nữa. Đó. Thì chương trình này trong vòng 6 tuần các em có thể lấy 3 bài thi và trình độ của các em trong năm nay rất là improve, rất là nhiều. Thưa thầy, vậy là cái số tuổi học SAT là từ mấy tuổi đến mấy tuổi? Phần nhiều, nếu mà bắt đầu từ lớp 9 trở lên là có thể học được. Nếu mà lớp 9 trở lên học qua Algebra 1 là có thể học được rồi. Thì trình độ của high school cỡ khoảng 10,
15 tuổi. Dạ, cháu tên là Uyên Thanh Nguyễn, năm nay cháu học lớp 3. À, cháu học đây cũng là 3 năm rồi. Dạ, à, cháu rất là thích học. À, về nhà thì cũng có nói chuyện tiếng Việt, cố gắng rất là thích nói chuyện và rất là thích đi học ở đây. Năm nay con học lớp 7, năm tới con sẽ làm TA. Con thích dạy các em nhỏ. Con tên gì? Yến Thi. Yến Thi, còn con? Bé Vân. Năm nay con học lớp mấy trường BYU? 2B. 2B. Con có thích học tiếng Việt không? Dạ. Cảm ơn má, em đi học tiếng Việt. Tên của con là mấy cô con, lớp mấy là lớp 6. Con đi lớp 6. Dạ. Con về nhà con có nói tiếng Việt không? Con đi tiếng Việt. Hôm nay con có được lãnh phần thưởng không? Dạ không. Dạ không. À, năm tới con có trở lại nữa không? Dạ có. Em là Từ Kim, em đi lớp 4. Em ở nhà em nói nhiều tiếng Việt. Em 9 tuổi. Em tên là Nam, em đi lớp 5, em ở nhà em nói tiếng Việt sâu, em thích đi VYA nhiều lắm. Và con học ở VYA 8 năm rồi, năm nay con là TA, là con thích lắm. Con thích làm TA, vậy thì năm sau con có trở lại nữa không? Dạ, con sẽ trở lại năm sau. Con là TA của VYA. Gia đình của con có 4 anh em, tất cả đều học ở VYA từ lớp 1. Và ba con là người rung chuông cho VYA từ năm 2004. Em con tên là Hải Đan và Hà Đan. Và ước mơ của Hải Đan và Hà Đan là phải trở thành VYA để giúp đỡ, để giúp các cô và program VYA. Quý vị đã theo dõi phóng sự lễ mãn khóa lớp Việt ngữ VYA mùa hè 2019. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng bố ông chúng tôi là ông Đỗ Diễn Nhi, pháp danh Trí Tánh, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1941, từ trần ngày 2 tháng 8 năm 2019, ngày 2 tháng 7 năm Kỷ Hợi tại Virginia Hospital Center, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 79 tuổi. Linh cữu được quàng tại The Man Funeral Home, 5308 Buckley Grove, Springfield, Virginia, 22151, điện thoại 703-941-9428. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019, lễ phát tang, lễ cầu siêu từ 1 giờ đến 2 giờ trưa, thăm viếng từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019, lễ hỏa táng 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Tang gia đồng khắp báo, vợ, bà quả phụ Đỗ Diễn Nhi, nhũ danh Nguyễn Thị Doanh và các con, các cháu Hoa Kỳ. Trưởng nữ Đỗ Thị Thục Uyên, chồng Grace Baxter, Hoa Kỳ. Thứ nữ Đỗ Thị Tố Uyển, chồng Vũ Đức Cường và hai con, Hoa Kỳ. Cáo phó này thay thế thiệp tàng, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.